Thấy chính mình ở trong đó, bởi vì nếu mà cảm nhận của mọi người sẽ không thấy chính mình ở trong đó, nên là
nghĩ là chúng ta không có bất kỳ điều gì thì chúng ta hãy luôn biết cách làm cho mình hạnh phúc, hy vọng đồng ý với mọi người. See you.